Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cho hai chị em Hanna và Gina làm hòa. Cho Hanna ra trước. Hanna rồi nào, cho ra đây là để làm hòa với nhau đấy, cả kia nhau là tán ra đấy. Nào hai chị em hòa thuận với nhau, không xù lông. Nào hai ấn cái ấy đã để con coi cho con không? Ấn chặt cái đấy. Nào. Bỏ ra. Không. Không. Không được. Bố mình giữ dây cổ. Không kéo được. Đâu rồi. Rồi. Thôi. Con này. Thôi. Gina, con Hanna này phải không? Hanna vung nhá. Đập nhá. Còn chiều dọn cái trước cái con này nó cũng rồi. Lần trước thôi. Thôi. Hai đứa này là con kia con ta thôi. Thôi Gina thôi. Thôi được rồi. Này, bình thân nhá. Không được cắt nhau. Điền. Cho Hanna ra làm hòa cái kiểu thế hả? Hả? Mày hư lắm. Đã nói rồi. Thôi. Mẹ vào lấy cái ấy hộp qua. Bố cho cái dây đi ngắn lại một tí. Không, buộc nó ngắn lại. Để nó không với được ra đây này. Cái này ngắn rồi. Không, nó vẫn đang với được ra đây. Mày là mày hư lắm đấy. Con Gina là cái con là con này bao giờ nó gần về có, nhưng mà thôi được không, nhưng mà cái con này là nó được cái con Gina này chứ nó không chịu đâu, không biết nó là như thế, thôi được không, chưa. Đấy họ quan cái khăn tắm. Cái khăn để đây thoát đây. Xâm nước đi. Không có được không? Thôi. Điền. Rồi, cô ra. Cô ra không được thế nhá. Điền này. Yên đã để lau đã. Hai con đều bị sức mát, sao lại ướt? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bản là hư. Này tao đánh nhá. Nó không chỉ nhá. Nó không xù lông thì không phải đánh đâu. Loạn dẫm. Cấm. Không được nữa. Người nhà biết thế là được rồi. Cứ quản cái gì. Nó cắn nhau rồi để cho nó nhìn thì nó đánh nhau. Thôi, chỉ cần con này không xù lông là được. Thế là bọn này là nhìn Hàn mấy vùng là đau mắt quái Hàn bay ngọ. Với nhau được. Mà nó ăn rướn lên để nó cắn vào mồm nhau. Dân vách ra những chỗ khác mà nó không bị hở, chỉ là bị xước thôi thì nó lành ngay. Chỉ có hở ở cái chỗ tai kia nó lại hở ra, chứ còn nếu bình thường cho nó cắn vào má nhau thì da nó cũng không có bị vách hở. Con này là đú đá vào góc này. Nếu như cái chân cái góc này đồ đó mang vàng bố ra bố giữ nó cho con để con khâu cho nó 2 mũi 3 mũi là ok. Gina nằm đi. Ha. Nằm thôi. Nằm xuống đây, nằm xuống. Rồi nằm. Sau đấy. Rồi. Ra lui đây đừng có vào góc kia. Cái góc kia thì góc sắt. Bố đưa bằng cái quen xuống dưới cái này. Dưới cái dây này. Chúng ta không nước thôi, không kịp xoay dọc đây ra rồi. Nhìn cái bà bạn tí này, thôi rồi. Yên, đừng vải. Ô, thuốc ở đây. Phải phát thuốc cho nó. Thôi đừng vải. Không, nó phải ngồi ấy thôi. Nào, để lau. Như thế nào?